Ta thấy đây là smartphone. Ta bật ứng dụng Rotate Photo. Chọn hình ảnh cần xoay. Hình ảnh nghiêng với phương ngang một góc 45 độ. Và đây là nút để xoay hình ảnh. Đây là miếng nhựa tròn để làm đế xoay. Và đây là băng keo hai mặt. Ta dán băng keo vào miếng nhựa. Ta cắt băng keo theo viền tròn. Bóc bóc băng keo và đặt miếng nhựa vào trung tâm của hình. Đã thấy đây là kim tự tháp để làm hình ảnh hologram. Kim tự tháp gắn vào một miếng nhựa tròn có lỗ để thông với đế xoay và một lỗ để thông nút xoay của màn hình. Ta thấy nút xoay trùng với lỗ nhỏ trên miếng nhựa tròn. Ta có thể xoay hình ảnh. Ta xoay hình ảnh. Thank you.
Hình ảnh xoay theo trùng với vị trí của lăng kính. Nhờ tấm đế nhựa được kê ở trung tâm của hình mà kim tự tháp có thể xoay êm ái.